Chào cả nhà, bữa nay tâm mình sẽ đi ngắm suối, sầu riêng, cà phê. Ở đây chim quá, đây chim. Ok. Đây là trồng cà phê nè cả nhà, sầu riêng. Xa xa ngoài kia mình thấy đỏ đỏ là quốc lộ 14. Cảnh đẹp mà không khí mát mẻ lắm cả cha. Cà phê sầu riêng. Ở đây không khí mát như Đà Lạt. Ở đây giờ này là 10 giờ mà không khí mát như sáng ở như buổi sáng ở mình là 6-7 giờ sáng vậy. Cái khu đất này là có con suối, suối chảy quanh đất luôn. Đây vô đây núi non trùng điệp. Trên đường đi vô thì có nhiều hoa màu tím, mình cũng không biết mà hoa này hoa gì mà thấy đẹp. Hoa mùa tím.
cây qua mua này chắc cũng lâu đời lắm, gốc bự ghê. Hồi xưa ở khu nhà mình có nhiều bông hoa này lắm, giờ làm công nghiệp ta san lấp hết. Ở trên đồi người ta trồng tiêu. Rồi cả nhà ngắm cảnh cùng Tâm tài xế nha cả nhà. Do mình quay bằng điện thoại nên nó cũng không có được nét lắm, cả nhà thông cảm nha cả nhà. Là cây sầu riêng. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video lần sau nữa cả nhà. Bye bye.